Đêm thi người đẹp thời trang nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 vừa diễn ra đầy sôi nổi tại phố đi bộ Coco Bay, Đà Nẵng. Chương trình có sự tham gia đặc biệt của các ca sĩ khách mời như Khao Dốc, Vũ Cát Tường đã mang đến khán giả những tiết mục giải trí đặc sắc. Top 39 thí sinh xuất hiện xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ sưu tập của các nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, Lê Ngọc Lâm và Phạm Đăng Anh Thư. Đặc trưng của nữ thần Tha là những chất liệu mang tính thời trang, đồng thời để giữ lại sự mạnh coed được phối khung. Sau những màn trình diễn ấn tượng, ban tổ chức đã chọn ra được các thí sinh xuất sắc là Lương Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Tường Sang vào top 3 người đẹp thời trang Miss World Việt Nam 2019. Top 3 thí sinh và ủng hộ chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những hiệu Top Model.